Rồi, sau khi nghỉ ngơi một đêm thì hôm nay là buổi sáng của ngày hôm sau. Và bọn em tiếp tục hành trình đi khoảng 20 cây số nữa để xem và mua xe. Thì ở một nửa vlog bên trước thì em không biết là em có ghép được vào thành một xe hay không. Đã. Không biết là có ghép được vào thành một cái video hay không, nhưng mà bởi vì là cái iPad nó không cự nổi. Một đoạn video một nửa đường cung đường thôi đã đạt 70 phút rồi. Wow. Cái iPad không còn đủ dung lượng các bạn, khả năng em phải chia ra làm hai. Buổi sáng không nhận nắng. Đây để em mở xe đã, tiếp tục đi trên Fortuner. Ngó lại ít lốp để xem nó có đêm qua nó có bị làm sao xịt xước gì không. Di chuyển được khoảng 4-5 cây các bác ạ. Và đây đang thuộc huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình. Đấy, đây nó thuộc xã gì đấy em chưa nhìn ra. Còn khoảng 16 cây nữa thì đến vị trí xem xe các bác ạ. Nhưng mà bọn em phải tìm cái chỗ nào để ăn sáng đã, vì vừa ra khỏi khách sạn chưa ăn sáng, bụng đói rồi. Xe bồn này. Cũng lại cái vụ gì rồi. Xe bồn phanh quay đầu. Nhưng mà người thì không sao, thì thấy băng cái chân thôi chứ không sao. Cũng may mắn. Tưởng là nằm im rồi là cũng thành dở hơi. Vừa sáng ra. Này tắc đường này. Nguy hiểm. Con xe nó nằm quay ngang kia là dễ tắc đường lắm. Mấy phút nữa là nó dồn. Mấy phút nữa. Cái này là vừa bị xong. Đấy, camera này. Dọc đường đây thì camera quay các hướng luôn. Đến vị trí nhà khách hàng rồi, nằm ở dịch trên kia một tí. Nhưng mà em phải vào đây ăn sáng đã. Mấy anh em vào đây ăn sáng đã không là đói. Đấy. Nhưng mà ở Quảng Bình này tìm cái quán ăn sáng đó, ở cái đoạn đường 1 này hơi khó. Đấy. Đây quán ăn sáng đây không biết có gì đây. Có cái gì ăn sáng đây anh? Có bún bò Huế anh? Cho em bắt bún bò Huế. Vào đến Quảng Bình ăn bò Huế. Xe để kia được chứ ạ? Xe để kia được ạ? Mời các bạn ăn sáng đã nha. Vào đến đây là ăn bát bún Huế. Bún Huế nhìn cái miếng thịt này to đoành luôn. Cục giò. Đâu. To thế. Thế này cơ mà. To thật đấy. Rồi mời các bác ăn sáng nha. Ăn xong rồi các bạn. Đây là 3 bún bò Huế hết 50.000 một bát. Cộng với là một lon nước hết 165.000. Chuyển khoản. Xin phép các bạn cầm ngậm tằm. Giờ là chuẩn bị khởi hành đi xem xe. Rồi, bây giờ thì lên đường để đi đến chỗ xem xe các bác ạ. Nhưng mà em Mịch em đâu rồi? Kêu mua cốc cà phê. Em đang không nhìn thấy ở đâu, kêu đi lên 100m đón. Dạo này vật cà phê rồi cho nên là cứ phải coi như là sáng ra phải làm ly cà phê. Chắc là đây. Đây à? Ok. Đón anh cái đại. Ui, đậu ở cái đường như thế này. Chuẩn bị đến nhà của bác chủ ở đâu đoạn này? Mát chỉ. Công ty thì bên kia là công ty nhựa Minh Thuận nhỉ? Đây là nhựa kia. Nhựa thì chắc là phải đấy. Xem trên Zalo của anh ấy là cập nhật cái gì. Đúng là công ty nhựa Minh Thuận nhưng mà không thấy xe ở đây. Đậu hẳn đây thì cho nó máu. Đi chậm lên. Rồi. Ok. Thôi để xuống nữa nha, chưa xin phép quay đâu các bạn ạ. Biết đây là công ty thôi. Của Lý Thánh Tông, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình. Bác chủ còn chưa đến. Ai dạ, nhưng mà công ty thì cứ mở cửa rồi, em cứ vào đi. Mấy anh em cứ vào nhưng mà chưa thấy có ai ở đây. Đấy.
toàn nhựa. Đây là phân phối à? Wow. Các loại này. Ô, cái này nó có cả giống như ấy nhựa ấy. Nhựa này ốp thì đẹp à? Nhựa ốp đẹp. Này, vân đá này. À đây này. Đỡ bị sơn. Toàn bộ cái phòng này là được làm bằng nhựa hết này. Trông như gỗ nhỉ. Ốp hết bằng nhựa. Toàn nhựa hết. Đây thì đẹp. Đợi mãi ông chủ mới về, ông chủ đi có lái hẳn con xe này đi giao xe. À, đi giao hàng. Đấy, chuyên bán buôn về đồ nội thất nhựa. Đấy. Có đánh con này ra để lùi cho hàng vào không? À. Thế thì cứ xem được rồi đây. Archer các bác ạ. Mấy con Archer này thì con này là bản đủ đấy. Có cruise control này. Đấy. Điều hòa tự động này. Ấy da, có cả bảo dưỡng à? Xem nào. Bảo dưỡng km 5 vạn đến 5 vạn rưỡi. 5 vạn rưỡi bây giờ đến 5 vạn tư. Km tiếp theo. Thế như vậy là 55.996 là phải thay. Dầu thì bây giờ là cái kia 54.000 mấy trăm rồi. Còn về là phải thay dầu là vừa đủ. Thay nhớt, lọc nhớt. Đợt trước là có thay nhớt, lọc nhớt. Cái này là ở Quảng Bình luôn đây. Đấy. Đây là ghế nguyên bản theo xe này. Cái phần này là cái phần mà anh em làm nội thất nhựa đi tay hơi bẩn, nó về cái này đánh phát là nó sẽ sạch đi nhá. Đấy. Đây phía đằng sau đây. Khá là sạch sẽ. Ghế kia cái thứ thì cũng còn ổn. Đấy, lót sàn, lót xước cái ngổn ngang hết kìa. Bây giờ mới khiêng đi giao à? Ồ. Độc hai vợ chồng luôn, không có nhân công nhân cách gì hết. Em bảo rồi. Thợ đi đâu hết rồi? Để cho em làm chân máy xe xong rồi. Ok, chân phanh khá là ngon. Các phím bấm ok nào. Nhưng mà hình như là chìa khóa không có đây, riêng thằng Mitsubishi cái nút start top nằm bên này. Ê, chìa khóa không để đây rồi. Cái này thì con này là chìa khóa để em chưa, chìa khóa có đút túi không hay để đâu rồi cho mượn cái. Chủ này là giám đốc công ty nhưng kém mình 2 tuổi, sinh năm 1983. Trần thì còn cực kỳ sạch sẽ đẹp đẽ. Đấy. Túi khí ở đây. Cái này cái mic này là cái mic lắp đầu là người ta lắp thêm nhá. Cái mic này là cái mic dùng để nói chuyện trên cái đầu này. Đấy, chìa thì là dòng này thì nó là gần như là dòng gọi là smart key ấy. Có chìa ở trong xe mới nổ được ấy. Đây là phần số còn mới đét luôn. Tuy có hơi kiểu như là bẩn một tí thôi nhưng mà do kiểu như là chưa vệ sinh thôi, vệ sinh nó sẽ sạch sẽ ngon lành luôn. Ui ui, giấy tờ này chắc giấy tờ công ty cũng tiếc cái thứ gì nhiều quá. Ok, cho mượn cái chìa để xem là nó chạy được bao nhiêu. Đấy, có chìa trong xe là bật được đấy, nãy là em không bật được đâu. Đấy, 5.46 vạn, như vậy còn 54.000, còn 1.000 km nữa là phải thay dầu. Đấy, dầu này là giờ thay dầu 5.000. Đấy. Tắt đi cái đã. Xem lốp là lốp thay rồi. Michelin 5 vạn đã thay lốp rồi. Thay năm 2024 là thay mới thay này. Lốp mới thay. Thay 4 quả lốp luôn. Con này 5 vạn đã thay lốp rồi à? Nó thay để đi cho nó êm. À thế nè. Lốp này nó mòn. Nó không ngon. Cái con Mitsubishi dòng Archer thì nó chả có cái gì cả. Máy khoang móc khoang, máy các thứ nó chỉ có thế này thôi. Đây mình kiểm tra nó đâm đụng gì không. Cabozin này. Đấy. Chỉ hiện tại là em thấy đang zin này. Ok. Cabo chuẩn. Má bên này chưa tháo. Ốc kia các thứ zin.
mặt dàn cò zin. Máy zin hết các bác nhé, xem mặt dàn cò có zin hay không là biết, cộng với cổ hút cổ hiếc các thứ có tháo hay không là biết luôn. Má bên này zin chưa tháo. Đèn bi. Đấy, đây này, con này nó mấy xước sát này. Con này là cản trước chưa sơn lại luôn, vẫn từ trước. Chủ xe thấy nó hơi xước thế là mới lại thấy có vết xước rồi lấy bút xóa kẻ thêm vào đây phát để cho làm sao đỡ thành màu đen. Đấy, cản trước chưa sơn lại, về em sẽ phải sơn lại cái này cả này nếu trường hợp mua được. Đây này, chấm bút xóa. Đây cái vết móp của cản trước đây. Chưa sơn. Đây chỉ là xước sát, toàn bộ phần cản trước chưa sơn nhá. Đấy. Gương hơi xước tí nhưng mà ấy vô tư. Đấy, gương này nó cụp ra cụp vào được như này này, hiểu không? Đấy. Ủa, con này sơn zin hết à? Có vẻ là như vậy. Tưởng cái gương nó bị làm sao nhưng không phải. Cửa zin. Con này hình như là chưa sơn lại phát nào ấy. Bốn tắp đi chưa tháo, cửa zin. Nút bấm của thằng SJ. Em ơi, làm nào mở cho anh cái cốp sau ở đây. Cốp sau ở đấy. Không biết. Anh vừa bấm nhưng không thấy được. Đây giờ mang đi chào hàng để nhựa. Kiểm tra phần cốp. Về cơ bản thì đang thấy nó zin. Đấy, cũng được đấy. Ôi trời. Lốp sơ cua thì hạ rồi. Phía sau không có va chạm đâm đụng gì. Cái này cái gì nó cộm ở đây ạ? Chống. Nó chống kiểu gì? Chống thì phải sắt. Nhưng mà nó đang bị chống kê lên đi, nó kê. Kê gỗ vào đấy. Nhưng mà nó phải ẩn lui vào trong sao ấy. Cái này đang kê lên cái lốp. Đúng là nó phải sập xuống tí nữa. Đấy. Đèn zin, đinh bấm zin. Ồ đúng, con này chưa sơn lại phát nào luôn. Mấy vết xước này ông chủ ông ấy để xước ra thành màu đen, xong giờ là ông chủ lấy bút xóa quét vào, quẹt vào để cho nó đỡ thành màu đen. Là con này chưa sơn lại phát nào. Đấy, có nghĩa là xin sơn zin cả xe luôn. Nghĩa là như em nhìn thấy hiện tại là sơn zin cả xe. Nếu em bị bả rồi thì trong này là nó sẽ có một màu trắng sáng này. Đây, vết bút xóa chấm này. Về thì chắc đương nhiên là những cái này phải đánh đi và sơn lại rồi. Đây là cái tem của nhà của Mitsu Quảng Bình, nó còn nguyên này. À, con này là mua tại Quảng Bình luôn đấy, bởi vì là vợ chồng đồng chí này vào trong này được 5 năm rồi mà. Con này mua tại Quảng Bình đây. Đây là cái vết xước do lùi vào đâu này. Đây là cái này là cái cản zin của nó màu đen này và xước về bong sơn ra này. À, chỗ này cũng lại quét bút xóa này, nhưng mà về cái này phải làm lại một tí. Cả con xe hiện tại là xấu nhất cái này. Đấy, xấu nhất cái này. Đấy là cả con xe luôn. Không, con này thì xem qua như này thì gần như là không có gì để xem cho lắm. Gầm bệ còn sáng choang. Bồ rồi. Không choang luôn. 24. Xong mỗi cái lốc kia là đết 2022 nhé. Một quả đấy thôi gì? Chắc là quả tồn mới nhét vào cho anh ấy rồi. Ờ đúng rồi đấy. Có thể thế. Đây là toàn bộ là quả này vẫn là quả mới mà. Mới nhưng mà kiểu là chắc là tồn kho. Ờ cũng có thể. Đằng kia cũng là 24 à? 3 quả 24, mỗi quả 22. Ờ. Thế chắc là ông bị nó nhét vào rồi. Đem lùi ra con... Phía
lùi ra một tí tẹo nữa thôi. Quay vào sáng. Đăng kiểm đến bao giờ đây? Tháng 2 năm 2026 luôn. Sao hồ. Được rồi, thế thôi. Thôi. Con này là anh em nào mà đi kiểu như là thích sự bền bỉ và cộng với tiết kiệm thì nó là cái sự lựa chọn gần như là chưa con nào có thể lại. Vai ốt thì không thể tiết kiệm bằng được. Bền bỉ thì nó ngang với vai ốt rồi. Đấy. Đúng chất là sơn zin cả xe luôn nhá. Chỉ có 4 quả lốp thay thôi. Ông chủ bảo là thay vào đi cho nó êm. Đấy. Vừa bảo dưỡng cách đây đây. Các bác bảo là nếu có thể có thể tua nhưng mà 28 tháng 3 năm 2024. Đấy đây. Ngày 28 tháng 3 năm 2024 thì bảo dưỡng ở mức là 5.001. Thì bây giờ mới là 5.004. Thì tức là từ tháng 3 cho đến tháng 7 4 tháng mới chạy được có 4.000 cây. Con này chưa sơn lại phát nào đúng không? Nhưng mà tại sao lại thay 4 quả lốp đi? Lốp nó yếu quá đi. À, lốp theo xe đi nó cứng hay làm sao? Thì nó dẹo. Dẹo quá. À đây. Thì lốp này lốp xịn, mít xịn nó chả thế. Cái cam kia là cái tô chưa sửa lại. À. Đây là mình mua mình thay để mình đi thôi. À rồi rồi. 4 quả kia bán rồi gì? Vứt đi. Quên đi, 4 quả kia nó lại bán được đấy. Tại đây mình thay ngay chứ tại nghĩ là em. À rồi rồi rồi. Dầu mỡ cả cái đấy nó thay thôi. Thế là cả con này bây giờ thay lốp sơ cua hạ là thủng lốp vậy hay sao? Không hạ thủng lốp. À. Cái thủng ở công ty phát này thay vào thì đi là được. À rồi. Cái lốp kia nó từ lúc thay quả này chưa là được thì nhưng mà thay 4 quả này có một quả của 2022 nhá. Đúng đúng. Nhưng vì sao? Quả kia là mình đi vào cả Hà Phòng thay. Quả 2022 mà. Thì cái quả nguyên zin của nó phòng. À, thế là quả 2022 lấy ở đâu? Thì cũng mua ở chỗ cơ sở đấy. Nhưng mà 2024 mua con tồn của 2022 à? Không, tức là mình thay cái năm đấy luôn. À, có nghĩa là quả 2022 thay từ 2022 là do quả nguyên bản nó bị phồng. Chứ không phải là thay con đếp nó thất. Phải là chỗ kia thay cái con tồn kho. Ừ. Đấy, thay từ 2022. Thay trước còn hơn 1 năm. Đúng rồi. Ngon hơn là thay đều cho cân. Rồi. Thảo nào là nhìn thay trước hơn 1 năm nhưng mà vẫn không thấy lệch nhiều lắm so với cái độ mòn. Gần như chưa mòn. Ừ. Mình đi thấy nó hơn năm đấy chưa mòn. Các quy anh mới thay à? Mới hết rồi mình mới thay xong. Thay 8 năm 2024. Con này 21 đúng không? Đăng ký 21 thì chạy 3 năm phải thay ắc quy là đúng rồi. Ắc quy thường thường trung bình của nó tầm 2 năm đến 2 năm rưỡi đến 3 năm là phải thay. Có bị ngập nước không? Chưa đi qua con dốc nào 18%. Trong này nhiều ngập lắm. Nắng quá. Thôi. 100% sơn zin nhưng về mình lại phải sơn hơi nhiều. Giá như sơn rồi thì nó đỡ hơn. Đây này, để chia cho sẻ các bác xem tại sao sơn nhiều. Toàn bộ phần cản đằng trước về phải sơn này. Cánh này có một vết này thôi nhưng về phải sơn cả cánh này. Đấy, ba bô lê phải sơn nó vết sức nhẹ kìa. Đấy, cánh này phải sơn này. Đấy. Rồi thì là phần này là phải sơn cả mông cả đây này. Đấy, mà sơn chỗ này thì phải sơn cả này. Đây này. Đấy, là đều phải sơn hết này. Đây. Đấy, cái má này thì chỗ này đánh bóng đi là hết này. Thì chỉ được duy nhất cái cửa này không phải sơn đánh bóng được. Cửa này đánh bóng được. Cửa này đánh bóng, cái này đánh bóng được. Cabo đánh bóng được, nóc đánh bóng được. Như vậy sơn mất khoảng về mình phải sơn lại 70%. Còn sót lại hai cái cánh cửa đấy thôi. Còn lại hai cái cánh cửa thôi. Gần như là có vết xước là phải sơn. Đây kho hoành tráng ghê này. Trong này nóng thật sự luôn, nóng hơn cả. Rất nhiều luôn. À, ốp nhà bây giờ làm cái tấm giả đá này này, ốp lên này. Và trông rất đẹp và sáng này. Đấy. Còn bộ tấm này mà ốp lên thành cái bức tường ngon. Nóng biển cửa Việt. Thôi đi, xem rồi, vào nhà đi. Lấy hết đồ vào chưa? Hết chưa? Để kiểm tra lại nào.
lại thiếu sót những cái gì thì lại trên đường lại gửi về. Ui giời, trong cốp này có giấy tờ của xe thôi, không có gì. Đây là một chìa theo xe này, trong kia còn một chìa nữa này. Đấy, ok, như vậy là đồ đạc trong này đã xong. Thôi xong chưa? Không, rút quân luôn, không ở đây được. Hai chìa khóa chưa? Coi hai chìa khóa rồi. Có một cái này cứ để vào cốp đã được tính. Đủ giấy tờ chưa? Thiếu sót gì không? Ok. Nếu mà rút hồ sơ ấy, có đội dịch vụ nó mình nhờ, có cái đội dịch vụ nó nhờ ký cho cái gì thì giúp nhá. Ok. Đúng rồi, công an này thành phố đúng không? Công an tỉnh luôn. Được rồi. Em nói thì hơi quan trọng quá vấn đề đấy thôi chị ạ. Tối nay cứ ngủ ngon nhé. Không. chị lo tiền nó đè khó thở. Còn tiền nó mất đi chị không lo. Thôi, không nhậu được. Bây giờ mà nhậu nữa là không thể về được luôn. Chúc anh em nhá. Chúc hai vợ chồng làm ăn phát đạt nhá. Lúc nào về Nam Định thì nháy thử đi qua Thái Nguyên đấy. À, Thái Nguyên thì qua chơi nhá. À. Rồi, cảm ơn. Để anh lấy đồ đã. Nổ máy trước đi. Ui giời ơi. Thôi được rồi, đi thôi. Thôi, xin chào nhá. Bắt tay thằng cái nữa. Bắt tay lần thứ ba rồi đấy. Thế là có duyên bắn gần 600 cây vào đây mua cái xe. Ôi giời. Đi như này là một trải nghiệm. Mời các bác đi cùng em một chuyến về. Một chuyến trải nghiệm về các bác ạ. Để xem là nó thế nào. Đấy. Em đang chỉnh cái gương để mình có thể ra. Đây xe này có cam lùi. Đấy, khá là nét luôn. Đấy. Và bây giờ thì một mình em sẽ chạy một xe các bác ạ. Đây là hai bác này thì lại là người ở Nam Định. Người ở Nam Định. À, vào trong này làm ăn. Đấy, mở công ty tổng kho nhựa. mở tổng kho nhựa ở trong Quảng Bình. Ở trong này thì phải nói thật với các bác là về ôi giời quên mất, lại còn bấm cục gương cái này nữa. Đều thật đấy. Thôi rồi, ok, để em tắt máy quay đã. Quảng Bình nắng và gió, giáp bờ biển nhưng không hề mát một tí nào. Hiện tại thì như em nhìn như em vừa ngoài trời thì em dự đoán là nhiệt độ đang tầm khoảng 38, 37, 38 độ C. Đấy, trời thì phải nói là nắng, bầu trời phải là xanh ngắt. Nắng thì xuyên xuống không hề có đám mây nào che cả. Đấy, phải nói rằng là rất là nóng. Đấy, người dân miền Trung thì khá là vất vả trong cái vấn đề để đối đầu với những cái cơn nóng như thế này. Chưa kể vào mùa mưa gặp nhiều bão lũ. Đấy, ở miền Trung thì khá là vất vả. Đấy. Nếu không có một số tỉnh, nếu không có mà du lịch ấy, thì thực sự là khó phát triển ở Việt Nam. Rất rất khó. Bởi vì trồng cây hoặc cuộc sống rồi tất cả mọi thứ nó rất khó. Ở miền Nam thì khí hậu nó ôn hòa hơn, ở miền Bắc thì nó khắc nghiệt hơn. Đấy. Có chăng thì nếu như ngon lành, nhiệt độ ok thì khả năng là ở Đà Lạt, ở những cái vùng cao kiểu Tây Nguyên, Tây Nguyên các thứ, nó trên nằm trên cao thì nhiệt độ nó duy trì như Đà Lạt, nhiệt độ duy trì nó tầm khoảng 20-25 độ C hàng năm, cả năm ấy thì quá là ok. Đấy là cái nơi lý tưởng để mà sống. Đấy, chứ còn em ở như bọn em ở ngoài Bắc đấy thì ở ngoài Bắc cái khí hậu nó khắc nghiệt hơn, thế cho nên ở ngoài nó cũng quen, nhưng mà nó có bốn mùa mình được thưởng thức xuân hạ thu đông. Đấy, mùa hạ thì nhiều lúc nó vẫn 37-38 độ bình thường, nhưng nó chỉ trong một khoảng thời gian nó khá là ngắn, tuần chục ngày gì đấy thôi. Thế sau đấy nó hạ xuống tầm 34-35 độ, chứ nó không bao giờ nó đều ở cái mức 37-38 độ được. Mùa đông thì có những thời điểm nó xuống 10-11 độ mà trẻ em phải nghỉ học. Đấy, thì đấy cũng là một cái thời tiết nó khắc nghiệt. Thế tuy nhiên thì cũng để thời tiết nó như vậy thì mình cũng được trải nghiệm. Nhiều người miền Nam ngay ra ngoài miền Bắc lại vào đúng mùa đông là không chịu được. Đấy, rất khó chịu bởi vì nó lạnh. Đấy, nhưng mà ở miền Bắc thì ở miền Nam thì khí hậu ôn hòa và
nó cứ đều đều ở cái mức, phải nói rằng hơi nóng hơn một chút, nó không phải là ôn hòa giống như kiểu là ở Đà Lạt. Thế nhưng mà ở miền Nam hơi nóng một chút, nhưng mà người dân họ cũng quen. Rồi bây giờ thì mời các bác đi cùng em một hành trình, một di chuyển đi về. Đấy, đi về ở đây thì khá là xa, em bắt đầu di chuyển từ Quảng Bình về. Đấy, còn chưa biết là tí nữa là cái xe Fortuner cái đổ xăng để em xem nào nó chạy hết bao nhiêu xăng nhá. Đấy, mà chạy hết bao nhiêu km và bao nhiêu xăng thì em sẽ tính sơ sơ cho các bác là xem cái con Fortuner đấy nó ăn nhiều hay không. Đấy, phải nói rằng là chạy đường trường bao gồm cả đường quốc lộ và đường cao tốc thì phần lớn để xem nó ăn nhiều hay ăn ít các bác nhá. Rồi ok, thì bây giờ em tiến hành di chuyển đi về và em sẽ vào một số những cái địa điểm nào đấy thì em chưa phán đoán trước được. Đấy, thì mời các bác đi cùng em. Vlog này có vẻ hơi dài thì các bác cố gắng theo dõi nhá. Bây giờ cũng đã 11:25 các bác ạ. Đây, 11:25, bọn em lại tiến hành rẽ xuống đây để ăn tạm cái gì đấy cho nó đúng bữa. Đấy, cái chỗ này thì trước đây là em cũng đã dừng để mà ăn trưa một lần rồi. Đấy, em dừng mấy lần rồi, nhưng có một lần ăn ở đây mấy con mực các bác ạ. Đấy, thì là em có dừng ở đây là ăn trưa ở đây một một lần rồi, và dừng ở đây thì lại tiếp tục ăn trưa. Là nước biển xanh ngắt các bác kìa, có nhìn thấy nước biển không? Đấy, ok, đậu đây tí cho nó mát. À, tiến hẳn lên đây đi, tiến hẳn đây mát hơn. Bãi để xe quán Mai Linh rồi, mát hơn rồi. Quán kia là quán Mai Linh nhỉ? Ôi Mai Linh gì mà lắm nhà ấy thế này, lắm địa, lắm quán thế này, toàn bộ là của Mai Linh hết à. Rồi bây giờ thì bọn em xuống ăn trưa, mời các bác xuống đây xem ăn trưa của bọn em có cái gì không. Đó. Ở đây nói bờ biển thì chắc là chỉ có hải sản, hải sale thôi, cũng chả có gì cả. Đó. Ôi, cái nút này tắt ở bên này. Rồi bây giờ thì tiến hành đi xuống. Không biết là em Mạch Béo đã xuống chưa? Ôi giời. Hả? Quán kia đợt trưa hôm trước anh em mình ăn rồi kìa. Đây quán Mai Linh này. Quán đấy ăn trưa em có ăn cái gì nữa không? Bây giờ vào đây ăn cơm. Thôi đi. Nhìn đấy, tí xuống tắm biển đi, đi xuống mà tắm. Đây bàn mai đây anh Cường ơi, cho mai nướng. Có kết bàn mai làm quả cùi để ăn sống cái. Bàn mai là bao tiền? Có ăn được sống cùi không? Được mà. À đây à, đấy. Thích đồng gì ạ? Cho em khoảng độ 5 con. Nhưng mà lấy mỗi cái cùi của nó. Cắt cái cùi trắng thôi. Cắt cái cùi trắng ra. Thế còn cái thịt làm không ăn à? Để chấm với bụng tạt. Còn cái kia thì sao là. Hả? Chứ ăn được mà chỉ có là làm. Ăn sống thì chỉ ăn mỗi cái cùi thôi. À cái cùi đúng rồi. Sống mỗi cùi. À. Cái nhì trên cái gì ăn cơm nhỉ? Thì có cá sốt. Cá sốt, cá thu sốt à? Cá gì sốt? Sốt. Là làm tí cá thu sốt bát cơm. Thế thôi. Với rau xào như này thôi. Canh gì là được? Canh ngao. Canh ngao mộc tươi. Ok ok. Thế thôi nhé, không cần nhiều đâu. Ăn thưởng thức xem đi làm mấy con này mới lại mấy cái này nữa, xem ăn nó thế nào. Đấy. Quán này vào mùa du lịch cho nên là có vẻ là hơi đông. Đợt trước em có đi một lần rồi là quán rất vắng. Không có gì khác mấy nhỉ. Đây ngồi đây. Chỗ này nó hập xuống cũng nóng đấy. Thôi cứ ngồi thôi. Hello. Ngoài kia là biển các bác kìa. Đấy, giờ này nắng quá không ai tắm ngoài kia nữa rồi. Nhưng mà bãi biển khá là sạch và đẹp này. Đây. Cái chỗ này chắc là để dùng để ăn tối, bàn ăn tối và bàn ngoài ra ngoài biển. Đấy. Nhưng mà không có ai tắm. Tôm nhảy. Mời các bạn chưa? Đĩa này được mấy con nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 con. Nửa cân. Nửa cân. Mua nửa cân tôm để ăn tạm buổi trưa. Tí nữa còn có mỗi cái gì nữa nhỉ? 1 cân này nó nhiều lắm. Canh với cơm rồi đúng không? Mấy cái con gì nhỉ? Mai nữa. À đây ạ. À. Đây là cùi của con gì? Bạn mai. Bạn mai á? Bạn mai. Bạn mai à? Thế là cả cái con to đấy là chỉ lấy được mỗi cùi đấy thôi. Cùi bằng đầu ngón tay, đầu ngón chân. À. Quên mất này, ông ấy thái ra mất rồi. Đây là sống à? Con làm quá đâu. Để cả cùi nữa. À. Rắc bù tàn lên trên. Ừ. Đây.
Gói nó vào thôi. Ăn thế nào? Hơi bị ấy. Hơi làm sao? Hơi bị bé quá. À, không bé vừa quá. Mồm mà. Nhẽ ra là phải để cả cái cùi cơ. Cùi này của cái nick TikTok là anh thợ lặn hay ăn à? Nhưng là nó bóc một con sống tươi ra đúng không? Xong nó vứt cái đấy đi. Xong cầm cả cái viên đấy. Cầm cả cái viên đấy. Chấm vào đấy ông cho mồm ăn. À. Nhưng cái cùi này bị thái ra rồi. Bị cắt ra rồi. À. Ăn kiểu đấy nữa. Ừ, bây giờ thử đây. Quay cho anh em biết đã. Ngon nè. Đâu? Đấy, chú cái tên cái bút ở trong tin vào đây, cái tên kênh YouTube cho tối. Đâu đâu? Mang cho chú cái mã QR đây, chú chuyển tiền nhá. Gì đây? Tôm sú 0,5 600.000 một cân này. Sò mai 5 con 125.000. À, canh ngao mồng tơi 60.000. Cơm 40, cá thịt sốt 180.000. Tổng 790.000. Đi 30. Đó. Đây đi. Trừ 30.000 gì? Bia à? À có một lon bia đúng không? Trừ 30.000 tiền bia. Ở à, đâu? Lấy 700. Lấy 700 thì 79 lấy 700 gì? Đây, em có cái để chuyển tiền không? À đây, đây, ở đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Rồi, ok. Cá nào nấu ngon thế? Nhưng mà lần đồng chí này xem suốt cho đây. Cái túi cho cái này vào nhỉ. À, xe cho em xin cái bà ơi cho con xin cái túi bằng. Nguyễn Thị Thủy Thủy thế này. Ở kia ơi. Thủy hay Thủy thế này. À. Em cảm ơn nha. Đấy, đây là ăn xong trưa và bây giờ thì tiến hành khởi hành về. Khởi hành về thì bây giờ các bác xem là em khởi hành về đến Thái Nguyên xem là bao nhiêu km này. Đấy, đây cho các bác xem, nhà riêng ở Thái Nguyên luôn nhá. Ô, tìm nhà hàng này, tìm kiếm nhà riêng. Đây, xem các bác là em đi bao nhiêu cây thì về. 547 km nhá. Hành trình 8 giờ 50 phút là gọi là 9 tiếng. Có trạm thu phí. 9 tiếng mà bây giờ là 12 giờ 22 phút. Còn phải dừng ăn tối, dừng nghỉ ngơi. Đấy. Đây, đi đường này là đường cao tốc luôn nhá. Đi đường cao tốc thì đương nhiên là nó sẽ đảm bảo về tốc độ nhất. Đấy là mình phải đi đủ tốc độ. Còn đi chậm hơn tốc độ là sẽ lâu hơn nữa. Hiện tại thì em đang ở vị trí gần Đồng Hới. Đấy, đây chính là vị trí này là bãi đá nhảy đây. Để em zoom cho bác xem. Đây. Đấy, đúng rồi, bãi đá nhảy đây nhá. Bãi đá nhảy. Đó. Đây, đúng ở bờ biển luôn. Đấy, đây hôm qua em nghỉ ở khách hàng Phạm Man Hotel Quảng Bình này. Đấy, mà ở đây mà cũng 500.000 một đấy, mà như cái nhà nghỉ không phải khách sạn nữa. Được cái view biển. Chưa kịp view đi. Chưa kịp view thì sáng sau phải đi rồi. Đấy. Thôi uống nước nôi đi xong khởi hành. Các bác thấy nắng không? Trước khi về em ra đây em quay sơ qua cái bãi biển. Ui ôi, xa xa kia mấy bạn gái nãy đi bây giờ vẫn đứng tít ở bên kia chụp ảnh kìa. Nắng như thế. Đấy. Ở đây thì quán nào cũng đông nhá các bạn. Đây, quán dọc về quán nào cũng đông nghịt luôn này. Đấy, ngồi sát trong kia. Đấy. Quán này có và phía bên kia có, chạy dọc từ đây ra quả núi bên kia kìa. Là đều có quán hết. Đấy. Quán này thì khả năng là buổi tối rất là mát. Bởi vì nó có view ở ngoài bờ biển này, rất là mát luôn. Đấy. Thôi bây giờ thì đi về. Đây, chiến trường này. Thôi bây giờ khởi hành 9 tiếng. Tiếp tục 9 tiếng khởi hành về. Úi giời ơi, lâu lâu mới lại đi một cuốc. Nhưng mà cũng bình thường thôi. Đây là mình em lái một xe nhá. Em mịch với em là giá em kia. Xe. Đấy. Nước chảy ở đây suốt rồi ông chủ. Bắt tay cả, để mình về. Đội kia chưa ra. Nói như về đây. Đấy thì đây các bác nhìn này, rất là đông luôn. À, rất là đông nhá. Cái bãi này là bãi đá nhảy, có một cái khu phải nói là cực kỳ rộng. Đấy, một cái sân rất là rộng luôn, trên kia là quốc lộ 1. Và ở đây nữa các bác nhìn này. Đó. Toàn bộ là nhà. À, đây là đều có sập kính xe hết. Vào mùa du lịch mà, cho nên là rất là đông. Đấy. Đây, con Archer của em đây. Em sẽ chạy con này về. Đấy.
con này chạy về thì tiết kiệm thôi rồi luôn. Có mấy cái chỗ xấu xấu là phải làm, trông nó hơi điêu điêu. Biển 73 và chuẩn thì con này là một chủ, chạy một chủ các bác nhá. Một chủ họ đi từ mới, chứ không phải là qua người nọ người kia đi bao giờ. Đấy. Wow. Ui giời ơi. Nóng quá các bạn ạ. Úi giời. May là chạy cái con xe của Nhật này cho nên là điều hòa nó mát. Chạy mấy con xe Hàn mùa này thì điều hòa phải nói rằng là ối giời ơi luôn. Điều hòa nó lâu mát ấy, hoặc là chạy con Beijing của em ấy, điều hòa nó mát, rửa mát rất là từ từ, nó lâu. Con này lên bật phát thì gần như là nó mát luôn. Đấy. Và bây giờ thì khởi hành. Một hành trình rất là vất vả để bọn em tiếp tục đi về. 9 tiếng lái xe, chứ không phải là 1 tiếng, không phải là nửa tiếng hay không phải là 15 phút. Các bác nhiều khi đã lái đã ngại rồi, đúng không? Nhưng đây là 9 tiếng lái xe. Đấy. Trên này là quốc lộ 1. Ơi, xe tải chạy ầm ầm luôn này các bác này. Úi. Quốc lộ 1 này xe tải lao phải nói là cứ vùn vụt luôn. Mặc dù là khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh này rất nhiều chỗ để mà chỗ bắn tốc độ. Thế nhưng mà xe vẫn đi rất nhiều xe bị bắn tốc độ này. Đây các bác này. Đây còn có những quán cơm, quán phở, quán ăn. Đây. Quán ăn này là quán ăn lề đường. Nhiều người không biết xuống kia mà ăn đâu, nói thật là họ đi qua thì là họ chỉ thấy thế thôi. Là thấy quán ăn thì họ vào thôi, chứ họ cũng không biết là xuống cái bãi đấy đâu. Đấy. Có những người ta biết rồi thì xuống, nhưng bọn em đi rồi, bọn em biết cái chỗ đấy, bọn em xuống. Nhưng mà thực chất thì người bình thường hay đi qua thì không biết ở đấy có cái bãi ăn ở dưới đấy. Đây, tối hôm qua em nghỉ ở khách sạn Man Hotel này. Đây. Nhưng mà ở đây thì gọi là khách sạn thôi, nhưng thực chất nó là cái nhà nghỉ. Rồi ok, bây giờ thì đây Hà Tĩnh 126 km nữa. Em tiến hành di chuyển dọc đường quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh. Để em qua Hà Tĩnh một vài chục cây để em tiến hành lên cao tốc và bắn thẳng về Thái Nguyên các bác nhá. Em đi đây. Con này nó chưa có ấy các bác ạ. Mấy tiền ơi? Vướng quá. Mấy tiền? 2 lít là được. Ôi giời. Các bác tiền này là tiền gì các bác biết không? Đấy. Tiền này là cái tiền mà để đi qua phí đi qua gì nhỉ, hầm chui đấy, phải trả tiền đấy. Bởi vì là em đi này em không cầm đồng tiền mặt nào cả. Thế thành ra là chuyển khoản thì không được, có một hai chục vài chục thôi chuyển khoản không được, lại phải cầm lấy mấy đồng tiền mặt để đi. Đến một cái đầu cao tốc nào đấy thì bây giờ mới lại dán cái thẻ đi cao tốc. Đấy. Phức tạp thế cơ chứ nị. Béo chạy tít thế đã tít kia rồi. Lại tiếp tục. Em về đến đây là đâu là các bác biết không? Đợt trước là lần đi xuyên Việt đầu tiên thì em có vào đây này, là đền thờ mẫu Liễu Hạnh. Đấy. Và bây giờ thì em đi vào hầm này, hầm Đèo Ngang. Tối hôm qua em có đi qua hầm này rồi. Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa đấy. Thế cho nên là cái đèo này nó đi vào trong thơ ca và lịch sử thơ ca của Việt Nam, là bất kỳ một cái tuổi thơ nào cũng đều phải đọc qua. Đấy. Hầm này thì chắc là em không nói rõ là dài khoảng bao nhiêu, nhưng em nghĩ rằng là nó tầm khoảng đâu đó 600-700 mét gì đấy, tầm đấy, khoảng áng là tầm đấy thôi. Thế cho nên là qua cái hầm đèo này là em đã bước đặt chân sang đất của Hà Tĩnh rồi. Đấy. Và nếu như mà di chuyển từ Hà Tĩnh về như hôm qua em đi là di chuyển hơn 6 tiếng là mới hết cao tốc Hà Tĩnh. Đấy, hết cao tốc gọi là đến bãi vọt đấy, xong từ đấy phải về cơ. Đây, các bác có thể nhìn thấy bên phải này có cái biển này, thị xã Kỳ Anh, kính chào quý khách. Và đây chính là Kỳ Anh của Hà Tĩnh các bác nhá. Lối rẽ bên phải kia là đi theo cái đường ven biển đi vào cảng đấy. Đấy, và cái chỗ ăn mực nhảy hôm trước ấy. Thế nhưng mà hôm nay thì em lại đi ở cái lối bên trái này để đi theo quốc lộ 1 để đi về phía Hà Nội. Đấy. Ở đây có một trạm dừng nghỉ rất là lớn cũng như cây xăng rất là to. Nhưng mà ở trong này các bạn em thấy là có, em đi qua mấy cái nhà thờ rồi, đều có nhà thờ rất to luôn kìa. Đấy. Cộng với là nếu các bác để ý thì cái đường điện ấy, các bác nhìn ở trên quả núi phía bên trái
cái đường điện đấy là em chạy suốt từ phía Thanh Hóa, Nghệ An vào đến đây, và hiện tại cái đường điện này vẫn đang thi công đấy, và ở chỗ nào cũng đang thi công theo cái kiểu là đang gần xong một cái trụ như kia. Thế như vậy là cái đường điện của Việt Nam mình ấy, các bác để ý phía đây cũng thế này đấy. Cái đường điện cao áp này em không biết là lấy điện ở trong ra hay là ở ngoài vào hay là cấp như thế nào đấy, nhưng mà nó chạy song song với đường điện 500 kV Bắc Nam đấy, các bác nhìn kìa đấy. Và hiện tại thì nó được thi công cùng một lúc đấy, từ Thanh Hóa và Nghệ An là đang thi công cùng một lúc như vậy luôn đấy. Phải nói rằng là giống như kiểu là cái thời điểm thử thách thi công cái đường điện 500 kV Bắc Nam trước đây ấy, đấy là phải gọi là thử thách cực kỳ lớn của Việt Nam thời trước. Bây giờ thì lại có một cái đường điện nữa và em thấy nó cứ chạy song song như vậy, kia ở trên đỉnh những ngọn núi cao vút kìa. Các bác nhìn thấy không? Đấy, các bác nhìn thấy. Thì đấy là cái đường điện mà nhà nước đang thi công, bên điện lực đang thi công. Thì em không biết là cái điện này như nào, thì là các bác nào mà biết thì có thể là comment cho em xin hiểu thêm với nhá. Không biết là lấy điện ra hay là mang điện của vào để cung cấp cho miền Nam. Đấy. Ở đây có những cánh đồng, những cái quả đồi nhỏ và họ trồng cây keo các bạn. Kìa, keo xanh mướt luôn. Rồi, còn cách thành phố Hà Tĩnh khoảng tầm bao nhiêu cây nhỉ? 20 cây nữa. Phía trước là thành phố Hà Tĩnh. Thì ở đây em sẽ đổ xăng. Đổ xăng thì em đang đổ đầy cái bình này đây. Xăng A95 23.750 đồng. Xuống chuyển khoản. Đổ 700 đi anh. 700.000. Cho em chuyển khoản nhé. Vừa đổ 1 triệu nữa là đầy à? Hả? Chưa đầy, nó phải đổ chiều tư mới đầy được chứ. À, có nghĩa là mình đi đến gần cuối vạch là đi được bao nhiêu cây? Là 630 km. À, đi được 630 km hết 1.400.000 tiền xăng. Hết 1.400.000 tiền xăng. Thế là hơn 2.000 cây đấy nhờ. Thế chứ. À. Đi đến đâu rồi? Em khoảng 15 cây nữa là vào cao tốc rồi. Điếu thì mày đi qua Hà Tĩnh rồi hả? Đi qua Hà Tĩnh nào? Em 15 đây xem nào. Mày bị nhầm mà, qua Hà Tĩnh mới vào cao tốc cơ mà. Đấy, sơ đồ nó đây này. Sơ đồ cái gì, đến Hồng Lĩnh mới vào cao tốc chứ. Đúng rồi, Hồng Lĩnh cũng có Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh à? Ừ, chưa. Mày còn cách Hà Tĩnh ít phải 30 cây nữa. 20 cây nữa. Anh đang cách Hà Tĩnh khoảng tầm 15-20 cây nữa. Thế này anh phi nhanh quá. Phi vừa vừa. Mày đi lên đèo ấy, mà còn gần đi kịp tao rồi bảo tao đi nhanh. Bãi trưởng. Đi lên đèo đâu. Sao bảo lên đèo? Không lên đèo. Cứt thế thì chém gió à? Ăn cơm ở Sầm Sơn Thanh Hóa chứ. Không, chắc là bắn về đây. Ai vào Sầm Sơn là cái gì nữa. Chán Sầm Sơn lắm. Thôi cứ đi đã, bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ mới có 2:30. Cứ bắn lên đã nhá. Rồi. Thế là như vậy là 1.400.000 đi được 630 km. Thì bây giờ em sẽ nhân cho các bác luôn là 1.400.000, xăng là 23.000 mấy trăm nhỉ? Cứ cho là 23.500 đi đúng không? 23.500. À quên, 1.400.000, 1.400.000 mà chia cho 23.500 là được 5. À đúng rồi, hôm nay hôm mua thì gần 60 lít. Gần 60 lít mà đi được 630 cây. 630 cây. Thế thì chia ra là các bác sẽ thấy được rằng là đi được gần 10 lít 100 cây số. Có nghĩa là sấp xỉ 10 lít thì em cứ cho nó là 10 lít đi. Ở trên con Fortuner đi. Thì hiện tại là nếu như mà đi
đi đi trên cao tốc nó sẽ đạt khoảng tầm về đến Hà Tĩnh đạt tầm khoảng 400 cây. Thì có 200 cây là đường hỗn hợp, bao gồm có đường quốc lộ, đường nhánh nhỏ vì bọn em phải đi xuyên vào khu xuyên vào vào ấy để bãi biển Thiên Cầm. Sau đó đi đường quốc lộ nhỏ để đi đến cái chỗ mà ăn mực nhảy. Sau đó mới để đi xuyên xuống Quảng Bình. Thế như vậy thì nó khoảng tầm 150 cây, 160 cây là đường hỗn hợp. Thì em chỉ tính phiến nó vào gần 1/3. Thế như vậy thì cứ cho là cả cao tốc cả hỗn hợp đi thì nó ăn có bao nhiêu đâu, xấp xỉ 10 lít xăng. Thì em cứ cho là 10 lít xăng trên con Fortuner đường hỗn hợp có 1/3 đường hỗn hợp và 2/3 là đường cao tốc. Còn đường trong thành phố thì đương nhiên rồi, chúng ta không thể xác định được của nó là bao nhiêu. Đấy, đường trong thành phố thì tùy vào cái tình trạng di chuyển nhanh chậm, tùy tình trạng tắc đường. Đấy, để mà ta có thể tính, ví dụ như đi Hà Nội chẳng hạn, đi cả tiếng đồng hồ mới được 10 cây nó lại khác. Như ở đây đường quốc lộ này tiếng đồng hồ em đi được 60 cây nó lại khác. Nếu như mà ở đường cao tốc tiếng đồng hồ em đi được 100 cây nó lại khác, đúng không? Thế cho nên là nó rất là vô cùng. Thì em có thử nghiệm 2 lần, một lần đi chuyên cao tốc thì hết hơn 8 lít, tầm 8 lít 6 trên con Fortuner. Và cái lần này là đường hỗn hợp, 1/3 đường hỗn hợp, 1/3 là đường quốc lộ bình thường và 2/3 là đường cao tốc. Thì cũng chỉ ăn có đâu đó 10 lít xăng. Nó không phải là quá nhiều để các bác phải lo lắng. Đấy, thế tuy nhiên thì những bác nào đi quen Morning, quen E10 rồi thì cũng nên lo lắng đấy. Bởi vì Morning E10 là ăn hết 5-6 lít thôi. Cái này ăn 10 lít lại cả một vấn đề, đúng không? Đấy. Em còn khoảng hơn chục cây số nữa là khoảng tầm 10-15 cây nữa, khoảng áng đấy em chưa đo. Thì đi đến thành phố Hà Tĩnh và em sẽ không vào thành phố Hà Tĩnh mà em đi theo đường tránh thành phố Hà Tĩnh để đi lên Hồng Lĩnh, sau đó là lên cao tốc và đi về Hà Nội, Thái Nguyên các bác nha. Rồi ok, tiếp tục hành trình. À bây giờ mới là mấy giờ? Bây giờ mới là 14:37 này. Các bác có nhìn thấy không nhỉ? 14:37. Đấy. Thì về đến nhà còn khá là dài và khá là xa. Để em xem là đường về đến nhà còn bao nhiêu km nữa nè. Ấn bắt đầu luôn này. Đi về hướng Tây. Ôi, lên trời. Cẩm Hung. Cái gì ấy? Đó là dẫn đường mình đi đâu đây? Rõ ràng nó dẫn đường mình dẫn đường về nhà riêng ở Thái Nguyên mà. Đây, các bác nhìn này. Từ đây em di chuyển về em còn là 4-6 tiếng 20 phút nữa và 445 km nữa. Trong khi đó là đi đường cao tốc. Đấy, qua Hà Tĩnh là em đi đường cao tốc rồi đấy mà vẫn phải đi đến 445 cây nữa. Mà lái xe có một mình. Đấy, phải nói rằng là hành trình khá là dài phải không các bác? Rồi, mời các bác có cái đoạn này. Em sẽ chia sẻ tiếp trên cung đường về như thế nào đấy thì mời các bác theo dõi tiếp nha. Đi đến đây là nếu như đi thẳng 5 cây nữa là đến trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Đấy. Thế nhưng mà em di chuyển bằng đường tránh thành phố Hà Tĩnh. Cái thành phố Hà Tĩnh này nó có một đường tránh các bạn, là đường vòng khỏi thành phố để khỏi đi vào trung tâm thành phố. Trước đây thì không có cái đường tránh này thì tất cả các dòng xe, các loại xe đều đi vào thành phố hết. Đấy. À nhưng mà thôi, em sẽ không đi như vậy nữa nhỉ. Em đi xuyên qua thành phố Hà Tĩnh luôn các bác nhỉ. Đấy. Đi đường kia thì về cơ bản nó sẽ nhanh hơn một xíu. Nhanh hơn một xíu nữa, nếu đi đường kia rẽ trái thì mình sang bên trái kia. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà đi đường này thì tốc độ nó được có 60 và đường tránh kia tốc độ 60-80. Nhưng mà các bác biết rằng là nếu như đi đường tránh thì có rất nhiều điểm. Điểm đấy gọi là điểm gì nhỉ? Điểm phạt nguội cũng như là nói chung là phạt nguội và công an rất nhiều ở đường tránh thành phố Hà Tĩnh. Đấy, mình cứ đi đường này mà phát là ok. Bây giờ là em sẽ đi xuyên vào thành phố Hà Tĩnh nha. Đây là trung tâm của thành phố Hà Tĩnh các bác ạ. Đấy. Đây. Có bưu điện thành phố Hà Tĩnh này. Và rất nhiều những cái cơ quan hiện tại đang ở quanh đây. Em nhìn thấy map thì đây là đang là trung tâm của thành phố Hà Tĩnh. Hà Tĩnh mình ơi đấy. Đợt trước thì đợt dịch thì em có nghỉ ở khách sạn ở đây. Nhưng mà khách sạn ở đây thì cũng khá là rẻ quá chứ. Đợt dịch thì như có đâu 400.000 ý. Khách sạn là 4 sao. Rất hoành tráng luôn. Đấy. Đây Vinh còn 48 cây nữa. Từ Vinh xuống Hà Tĩnh thì thường có 50 cây. Quá gần đúng không? Nhưng cái xa ở chỗ là
đi từ Vinh về Thanh Hóa mới là ối giời ơi, phải nói là xa ngất luôn. Bên cạnh đây là, đây là thuộc đường gì nhỉ? Đây là 79 Trần Phú, Hà Tĩnh. Đấy. Đây là đường Trần Phú, đường Hồ Chí Minh 32 km kìa. Đấy, đi rẽ đây là ta đi lên đường Hồ Chí Minh được này, nhưng còn cách 32 cây nữa. Đây, ở khách sạn này thì em cũng đã từng nghỉ ở đây. Đây, các bác nhìn thấy khách sạn này, khách sạn gì? Em nhớ là em đã từng nghỉ ở đây rồi. Và tối đêm thì có xuống dưới này, xuống dưới cái lầy bên trái này, ăn ngô các bạn ạ. Ngô hiện tại thì ngô ở đấy lại là ngô ấy nhá, ngô ở đây thì họ lại nướng xong lại quết thêm một lớp đường. Thế cho nên là ăn nó ngang vì mình không quen đấy. Không hiểu sao lại ngô nướng xong giờ lại quết bơ mới quết đường lên. Đấy, ăn ở ngay bên đấy đường, em mới nhớ nghỉ khách sạn đấy xong rồi tầm 11 giờ đêm hai anh em xuống ăn ngô. Có lẽ rằng ở đây thì người dân hay ăn như vậy ấy sao ấy, em không hiểu lắm. Anh em nào ở Hà Tĩnh cho em xin một comment nhé, xem là tại sao lại người dân lại ăn theo kiểu như thế. Ăn thì nó cứ ngang ngang kiểu gì, ăn ngô không thì ok, thì ngon, nhưng mà lại quết thêm bơ mới lại thêm đường. Hơi khó ăn, ăn hết phần 3 cái ngô ăn cố. Chuẩn bị rẽ vào đường tránh của thị xã Hồng Lĩnh. Bình thường đi về là em sẽ đi bên phải kìa. Đấy là đường tránh thị xã Hồng Lĩnh. Nhưng em đi đường này để vào thẳng thị xã Hồng Lĩnh, sau đó là rẽ ra đường cao tốc chỗ Bãi Vọt để bắn về các bác nhá. Những xe tải thì vẫn đang tiếp tục đi đường quốc lộ 1 cũ, bởi vì là cái đường mới thông Bãi Vọt ấy là đang cấm xe tải to thì phải. Đấy, xe nhỏ thì được chạy, nhưng xe tải to là đang cấm, gọi là thông xe thôi nhưng mà chưa thông kỹ thuật những dòng xe nặng. Kiểu như vậy, em không rõ lắm vì thấy có cái biển là những xe tải lớn là không đi. Còn một chút nữa thôi là đến thị xã Hồng Lĩnh các bạn ạ. Và bây giờ đã là 4 giờ kém 20 rồi. Đấy, 15 giờ 41. Vinh còn 22 cây nữa này. Đấy. Thì thực ra mà nói thì giữa Hà Tĩnh với Vinh nó cứ tranh nhau cách nhau có 50 cây thôi. Đấy, thì nhà nước có làm cái đường cao tốc này mang tiếng là đến Hà Tĩnh, nhưng thực chất là vừa mới sang đất Hà Tĩnh, sang đất Bãi Vọt của Hà Tĩnh thôi. Đấy. Đây là trung tâm của thị xã Hồng Lĩnh. Thị xã Hồng Lĩnh xin kính chào tất cả các bác nhé. Đến cái đường tròn trung tâm của thị xã Hồng Lĩnh này thì chúng ta sẽ rẽ trái khoảng đâu đó như trên bản đồ thì tầm khoảng 1 đến 2 cây là bắt đầu bắt vào cao tốc. Để cao tốc gọi là gì nhỉ? Cao tốc chỗ Bãi Vọt rồi. Đấy, cao tốc bãi Vọt lên đâu ấy tự nhiên em quên, em chả nhớ nữa. Đấy, đây là trung tâm của thành phố, trung tâm của thị xã Hồng Lĩnh này. Đó. Tiếp tục, bây giờ là tiếp tục đi để lên cao tốc, vào đầu cao tốc, điểm cuối cùng đã thông, điểm cuối cùng của cao tốc từ Hà Nội trở vào đã thông. Chuẩn bị rẽ vào cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt. Đi thẳng kia là thị trấn Đức Thọ. Đấy các bác này. Đây có lối rẽ vào cao tốc Đức Thọ. À xin lỗi. Cao tốc Bãi Vọt và Diễn Châu. Đây là một cái đường rẽ mới tinh luôn, lối vào đây. Đi Diễn Châu đây. Các bác và anh em mà muốn đi thì chỗ đường này đường rất là mới. Và nó mới thông xe nên là đường như là mới tinh luôn các bác nhá. Đấy. Việt Nam chúng ta thì kể cả có biển cấm các thể loại xe máy rồi, nhưng mà vẫn cứ phải có người ở đây trực. Là có xe máy đi vào thì bảo: "Ê, xe máy không được đi vào đây đâu nhá." Đấy. Tất cả các đường vào cao tốc đều có cái lỗi chỗ trực như thế này hết. Đấy. Mà mặc dù là biển cấm tất cả mọi thứ đầy đủ rồi, nếu chẳng may mà xe máy có đi lên mà người trực này mà không phát hiện ra và lên từ đây ấy, thậm chí là còn bị phạt. Đấy. Thế nhưng mà không biết là khi nào, không biết là người ta vào khi nào, thậm chí là chập mắt hoặc là liếc đi liếc lại xe máy nó phóng vèo phát là qua luôn rồi. Thế thành ra là khó, mặc dù là biển cấm đấy, đi vào là sai đấy. Xe máy mà đi vào cao tốc này mà là sai rõ ràng rành rồi, cấm hết rồi. Thế nhưng mà chẳng may mà đi lên cao tốc lại gặp tai nạn ấy, thì ông ô tô lại dính chưởng ấy chứ tưởng à. Đúng không? Các bác thấy đúng không? Ô tô bây giờ mà đi lùi trên cao tốc thôi mà xe khác nó tông vào mà còn dính chưởng rồi ấy, nói gì là cái xe máy.
Đấy, xe máy mà đi vào đây bây giờ mà gặp ô tô con nó húc phải thì thôi xong rồi. Là ô tô con lại dính vào cái tội là không giữ khoảng cách an toàn. Đấy, nói chung là khó. Đi vào này thì phải nói rằng là cực kỳ khó luôn. Rồi ok, bây giờ thì em bắt đầu vào cao tốc. Hôm nọ là em đi hình như mất 6 tiếng hay sao mới vào đến cao tốc này. Đấy. Còn bây giờ thì em di chuyển về trên cao tốc này mất 385 cây nữa thì mới về đến nhà. Và hiện tại là còn đang báo giờ 5 tiếng đồng hồ nữa. Nhưng báo là báo 5 tiếng thôi, nhưng thực chất thì chúng ta phải đi đâu đó mất 6 tiếng các bạn ạ. 600 mét nữa, rẽ phải về hướng 19. Đấy. Đây thì trên cao tốc này là cao tốc mới, cho nên là chạy, nói thực sự chia sẻ với các bác là chạy hơi áp lực một chút. Bởi vì là nó không có làn dừng đỗ. Và gần như là mắt chúng ta phải gần như là như thế nào nhỉ? Tâm trí này, rồi thì là mọi giác quan này, gần như là đi trên cái đường này phải nói rằng là rất 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 tập trung. Bởi vì là đi lên em cảm thấy nó áp lực trên những đường cao tốc khác. Ví dụ như đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng nó có nhiều làn này, đi nó thoải mái này, mặc dù là 120, đường cao tốc này thì cho đi 90 đấy. Thế hoặc là đi cao tốc của cầu rẽ Ninh Bình này thì cũng đi đường nó cũng thêm một làn, nó cũng như này thôi, rộng hơn này một chút thôi, nó thêm một làn khẩn cấp nữa thì cũng thấy nó là khá là ok. Thế nhưng mà đi cái đường này thực sự thì áp lực ở đây là chính là cái giải phân cách kìa. Đi này chỉ sợ là quẹt vào giải phân cách, chỉ cần lơ là đi một phát thôi là quẹt vào giải phân cách rồi. Đấy. Rồi, mời các bác theo dõi tiếp hành trình đi về của em nhé. Xem em dừng nghỉ ở đâu và trên đoạn đường nó như thế nào thì mời các bác theo dõi tiếp. Để cho nó cái vlog đi 1.200 km nó được trọn vẹn các bác nhé. Đi về hướng Bắc. Sau khi đi vào đầu cao tốc từ Bãi Vọt trở vào khoảng tầm đâu đó 5 đến 7 cây thì các bác sẽ thấy rằng là mặt đường ở đây được mới thảm. Nhưng mà thực sự mà nói thì cái mặt đường này thảm không đẹp các bác nhé. Đấy, đi mà cảm thấy xe nó cứ rung. Bác nào đã từng đi rồi thì cho em xin một comment vào đây. Hôm qua em đi làn bên kia em đã thấy thế rồi. Đấy, đi kiểu như là nó không được mượt mà. Và kiểu như là khi mà thảm cái mặt đường nó không được phẳng các bạn. Đi nó cứ rung. Đấy, kiểu như thế. Đấy, nó không giống như kiểu như các cao tốc khác. Và chỉ đoạn này bị nhá, đoạn này nó cũng bị khá khá dài. Đoạn cuối này. Đấy, đây các bác để ý xem cái máy có thể là nó chống rung tốt nên các bác không thấy, nhưng mà thực chất là nó đang khá là rung. Em cứ cảm thấy nó nhùng. Đấy, kiểu như thế, nó không được mượt. Đấy, cao tốc này nói chung là cái con máy rùa mà thảm cái mặt này là hơi kém. Cái này thì nó còn phụ thuộc cả vào về kỹ thuật thảm của người vận hành máy nữa, nhưng tuy nhiên thì cũng do cả cái máy giải thảm nữa. Đấy, nó không được phẳng, không được thẳng. Đấy, kể cả mặt đường có kém, có lồi lõm thì cái máy thảm của nó vẫn có thể là làm được cái mặt phẳng của đường luôn. Vì ngày xưa là em cũng đã làm về trạm thảm, trạm trộn bê tông nhựa này rồi, và thằng bạn nó cũng đang là vận hành của máy giải thảm. Đấy, bác nào đi có cảm nhận, đặc biệt là chiều từ trên kia về có những cái đoạn đi rất khó chịu luôn, mình cứ cảm giác cái lốp của mình nó bị chửa ấy. Cái lốp ô tô ấy, nhưng mà không phải, là do cái mặt đường. Sang đất của Thanh Hóa rồi các bác ạ. 5 giờ 15 phút cũng đã sang đất của Thanh Hóa. Hiện tại thì đang đi ở cái đoạn chỗ cảng Nghi Sơn đấy. Ở đoạn này nó có một cái lòng chảo khá là hay. Đây, các bác thấy không, đường đi ở bên dưới này nhưng mà bên phải kia nó là đồi kia thì người dân trồng cây. Đấy, đây gần như là một cái lòng chảo, nhìn từ trên vừa rồi có một đoạn đi từ trên cao xuống thì nhìn rất đẹp luôn. Đấy, nhưng mà đây đi xuống đường bên dưới rồi thì các bác không nhìn thấy cái lòng chảo kiểu như thế nữa. Đấy, đường này thì nó cao nhá, phía bên trái này nhà của người dân này. Đấy, nhà thấp hơn hẳn luôn, đoạn đường này nhà nước đắp lên rất cao để nó đi lên cái đường dốc ở phía đằng sau ấy. Xem còn từ đây thì em không cầm được điện thoại xem còn bao nhiêu cây nữa, nhưng đại khái là đã sang đến đất Thanh Hóa, vừa qua đất của Nghệ An. 5 giờ 15 phút thì không biết là các bác theo dõi xem mấy giờ em về đến nhà nhá. Đấy, mà thực tế là em đang chạy nhá, chạy đủ tốc độ với tốc độ là 90 km/h trên con SJ này đấy. Đấy,
Con này thì khá là đẹp, số km là zin, một chủ từ mới. Nhìn cái vô lăng của nó thì còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, điều hòa tự động. Tất cả ngon lành cành đào, đây là có cruise control này, ga tự động này. Đấy, các bác nhìn thấy cái xanh xanh gạt gạt kia là cái mà em đang bật chế độ ga tự động. Đấy. Thế tuy nhiên thì đường này khi nào mà không có xe thì em mới để cái chế độ ga tự động đó. Đấy, còn nếu không ấy thì nếu là đông xe thì thôi em lại ga bằng chân cho nó an toàn. Bởi vì là đường này nó hơi hẹp, đi nó hơi nguy hiểm. Đây em đang để chế độ ga tự động với tốc độ là 90 km/h đấy các bác, em có thấy em chân em ga đâu. Đấy. Thế chính hôm vừa rồi có một con em VF9 ở đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng ấy, khả năng là cũng để cái tính năng này. Đấy, để cái tính năng này để mà chạy ở trên đường. Thế khi mà để cái tính năng như thế này ấy, em lấy ví dụ nhá, đây các bác nhìn này. À, ví dụ như là để cái tính năng này thì nó sẽ đi giữ đúng cái làn này nó đi. Đây nhá. Giữ đúng làn này đi. Em các bác đợi em một chút. Ôi chết rồi, em đang lại đi quá lên 100 km/h rồi. Đây, ví dụ như là đường đang đi như thế này và nó đang giữ đúng cái làn ở phía đằng trước như thế này và nó giữ đúng khoảng cách với cái xe phía trước kia. Đấy, cách khoảng tầm 50m, 100m đấy là con VF9 nó giữ đúng khoảng cách được. Đấy, thế nhưng mà khi mà đang đi như thế này mà cái giả sử cái xe đằng trước kia nó gặp một cái chướng ngại vật. Đấy, nó lách sang một bên ấy thì mình vẫn cứ tin tưởng cái xe là nó đang giữ khoảng cách với xe phía trước. Đấy, và khi nó lách sang rồi ấy, thì mình lại không để ý nữa. Đấy, còn cái để chế độ giữ làn ấy, ga tự động ấy, thì nó lách sang bên kia và sau đó là lù lù cái con xe này nó lách sang bên kia nó đi phát, thế là con này mới này cũng đi tốc độ hàng 100 km/h. Thấy có một cái xe là đang dừng ở giữa đường phía đằng này nữa thì tránh làm sao kịp. Nói thật các bác là tránh làm sao kịp. Ví dụ mình đang đi như thế này, cái xe đằng trước mà nó đang dừng mà cái xe đằng trước của mình tự nhiên nó lách sang bên phải này nó đi. Đấy, lách sang bên phải nó đi thì mình đang đi đằng sau mà phía đầu lại là cái xe đang dừng thì có mà tránh vào mắt, nói cho các bác biết. Thì con VF9 là khả năng đang để cái tính năng đó. Ủa, đây có một cái trạm dừng nghỉ này, ôi may quá, em sẽ đi vào đây mua một lon nước, đang khát khô cả cổ ra. Đấy, trạm này là cái trạm phải nói rằng là nó hơi mới. Ôi giời, mua một lon nước để uống hơi buồn ngủ. Ok, để xem nào, xuống đây phát nào. Đây có cả ăn này, có ăn có cả uống nhưng mà đói thì em không đói. Đấy, và bây giờ thì em sẽ xuống dưới này xem có cái lon nước nào để mua các bác nhé. Đấy, cứ để xe nổ đi cho nó thoải mái, tí cho nó mát. Ôi giời, cầm tiền này xuống. Đây là trạm dừng nghỉ. Đấy, có một cái đoạn như này. Ôi giời, chạy phát khá là xa. Đây, Archer này. Đấy, cho em một lon bò húc lạnh. Chưa, yeah. Cho một lon bò húc lạnh, lạnh. Có lạnh không? Hay là chưa kịp lạnh? Chưa kịp lạnh. Thế thì cho một cốc đá đi, ok. Thế thì tí nữa trả tiền. Chỗ này hơi nắng nhỉ? Buổi chiều chỗ này hơi nắng. Ôi, rồi ngồi đây xong gọi em mịch xem là em mới đi đến đâu rồi. Uống này để đi về đến đi tối cho nó đỡ buồn ngủ các bác ạ. Một lon. Nhiều bác bảo uống cái này nó không nó kiểu nó độc hại. Nhưng mà thực chất ấy thì với những người lái xe thì uống này nó tỉnh táo. Đây, con Archer đẹp chứ đúng không? Con này là Sorento rồi, đời 2014 trở về trước rồi. Con VinFast này. Trước kia là con Chevrolet này. Sau này là con VinFast tiếp này. Không biết em mình em về đến đâu rồi, để em gọi điện phát nào. Vừa uống nước ở cái quán này thì uống được nửa cốc nước thôi thì em mình cũng đã chạy đến đây rồi. Đấy, đây con Fortuner đây. 49897 đây. Đó. Cứ dừng tí. Mịch béo đang ngồi trong kia. Rồi, sau khi nghỉ ngơi thì bây giờ em về, bây giờ là 17:47 các bác này. 17:47 như em đi khoảng 1 tiếng nữa là đến tầm khoảng 7 giờ thì có mặt ở trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm của Ninh Bình. Từ đây về Ninh Bình còn khoảng 100 km nữa thì em cứ cho là đi khoảng hơn 1 tiếng nữa thì là em về nơi tầm khoảng ngoài 7 giờ, khoảng tầm 7 giờ là em sẽ có mặt ở trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm để ăn tối các bác nhá. Sau đó là nếu mà đi thẳng thì về đến Thái Nguyên tầm khoảng 9:30
Dự kiến là tối nay thì bọn em sẽ về đến nơi tầm khoảng 10 giờ. Đấy, bởi vì là còn phải ăn tối nữa mà. Ăn tối chắc mất khoảng 30 phút. Rồi, ok, khởi hành về tiếp. Cái đoạn này, cái đoạn rất là nguy hiểm các bạn này. Mặc dù là nhà nước đã xác định đây là một cái trạm dừng nghỉ, nhưng mà cái đoạn mở rộng này ra cực kỳ nguy hiểm luôn. Mở rộng này ra nó phải mở rộng sát vào đây này, xong rồi là lan dần ra. Chứ bây giờ quạt một phát ra luôn này, các bác thấy không? Quạt một phát là ra đường này luôn. Mà trong khi đó thì đường này ô tô nó chạy như thế này, cua ra phải nói là rất là khó. Mà cua ra bây giờ mà kiểu như là mình chạy nhanh ngay ấy, thì mình không chạy được. Mà mình chạy chậm ấy là xe sau vớ vẩn nó toang vào đít mình. Đấy, rất là nguy hiểm cái chỗ này luôn. Đấy, cần phải nhìn rất là rõ. Có xe nào mà chạy làn trong thì đừng có ra. Đấy, nguy hiểm cực kỳ luôn đấy. Đây, cao to, xe to này mà nó còn chạy với tốc độ như này. Rồi, ok, tiến hành về, di chuyển về thôi. Ok, 7 giờ kém mấy phút đây, 4 phút thì em cũng đã về đến trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm của Ninh Bình. Nếu như mà đi thẳng từ đây về thì dự kiến mất khoảng 2 tiếng rưỡi là đến thành phố Thái Nguyên. Đấy, tuy nhiên thì em phải tạt vào đây để nghỉ ngơi, ăn tạm một cái gì đã vì bây giờ cũng đã 7 giờ rồi. Đấy. Trạm này là cái trạm dừng nghỉ phải nói rằng là đẹp nhất Ninh Bình các bác nhỉ. À xin lỗi các bác, đẹp nhất miền Bắc luôn. Đấy. Trạm này em đi rất nhiều cái trạm dừng nghỉ nhưng trạm này là sạch sẽ. Rồi nói chung là to, hoành tráng. Đấy, thuộc dạng là đứng top của miền Bắc luôn các bác ạ. Đây. Ok, bây giờ em vào đây kiếm cái gì, có thể là không đói thì kiếm cái gì uống tạm cái xong rồi là đi về thôi. Đấy, không biết là bọn em mình đã đến đây chưa. Để em xuống nữa nha. Đây, vào bên trong của trạm đây. Không biết là bọn em mình ở đâu. Thì quay là nguyên cái chỗ để ngồi ăn uống thôi là thấy của cái trạm này nó hoành tráng như thế nào các bác ạ. Wow, nó rộng phải nói rằng là để nó tiếp thì không biết là bao nhiêu người ở đây. Đấy, nhưng bọn em mịch béo đâu rồi nhỉ? Kêu đang ở trong trạm mà không thấy đâu. Hay đang lang thang ở đâu ấy? Đây, còn một nửa ra phía đằng kia nữa. Bên kia là hàng hóa các bác. Còn đây là khu vực để ăn uống này. Các bác nhìn xem, có cái trạm dừng nghỉ nào ở miền Bắc này được như này không? Đấy. Còn không biết là bọn em mịch béo đâu. Đang không thấy đâu. Đi vào kia đi vệ sinh cái. Đây. Quay cho các bác tiếp. Đây là những cái khu để bán hàng. Trong này có cả một cái siêu thị. Siêu thị này thì có khi là đi hết là cũng xa và mỏi chân phết ấy. Đây, các bác thấy rộng không? Úi trời, đây là cả một khu để bán đồ chơi này. Thực nhiều luôn, bên trái này này. Đấy, bán đồ. Những cái lưu niệm, những cái túi. Đấy, những cái đủ, vali, vali các thứ là gần như đây là cái kho rất là lớn luôn. Phía này nữa. Đây, đây là bán về đặc sản của Ninh Bình. Các món. Thì không thấy mịch béo đâu nhỉ? Đây, nó còn đi sâu tiếp ra phía đằng kia nữa các bác ạ. À. Hoành tráng không? Đủ để hoành tráng chưa? Đấy. Những cái siêu thị này là bố trí những nhà vệ sinh rất là bắt buộc khách hàng phải đi rất là sâu trong cái kia để đi vệ sinh. Và đồng thời là đi qua những cái như thế này để mà mua hàng. Đấy, rất nhiều. Đấy. Đặc sản, các loại đặc sản. Mắm tôm, mắm tép này đấy. Nước mắm. Nước mắm ba làng, nước mắm chất TH này của ba làng. Đấy. Phòng vệ sinh này thì thôi rồi, đẹp hơn cả cái phòng vệ sinh của sân bay. Rồi đến đây em tắt đã nha. Nào, thì gặp bọn em mình ở đây rồi, ăn tối luôn nào. Xem ăn tối là ăn những gì đây. Ngồi đây. Món gì nhẹ nhẹ không? Là mì xào mẹ. Mì xào bún Huế. Mì xào hải sản. Hôm nay có phở vịt quay Bắc Kinh không? Có ấy. Cho anh một bát. Phở vịt quay Bắc Kinh nữa không? Cơm rang hải sản, cơm rang quẩy, ăn phở bún. Cháu muốn ăn cái gì được nhỉ? Có cái đùi gà nào không?
Anh muốn ăn gà hay gà luộc vậy ạ? Không không, có cái đùi gà chiên nào không? Không có anh. Không có. Thế cái đĩa phần như này là đĩa gì? Đây là chấm sườn ạ. Cái này là bún bò Huế. Chấm sườn đấy gì? Đây sườn kìa. Bao tiền suất này? 100.000 ạ. Nhưng mà trên ảnh đẹp hơn này. Lúc anh nhìn lại chết ạ. Trên ảnh đẹp hơn gì? Cho lấy cho anh suất đấy. Không không, anh không ăn. Rồi. Không, không, đây không phải đùi gà mà sườn à? Không phải, anh ăn đùi gà cơ mà. Đùi gà kiểu KFC. Không có, đúng không? Không có. Không có. Nó thích ăn kiểu đấy. Ây da. Không có. Thôi để kiếm cái ăn đã. Không ăn được cái gì, no đầy bụng quá. Đấy, bây giờ là bắt đầu ra xe em để tít dưới kìa. Cách đây khoảng tầm 5-70 mét, ở cái trạm dài, rất dài luôn. Và uống cốc nước xong bây giờ thì mấy anh em lại tiếp tục khởi hành đi về. Đấy, về dự kiến là tầm khoảng 2 tiếng rưỡi thì về đến nơi. Bây giờ là 8 giờ rồi này. 8 giờ kém 10 phút các bạn này. Đây đây, 8 giờ kém 10 phút. Ủa, không nhìn được à? Không nhìn được, sáng quá. 8 giờ kém 10, nhưng cứ cho là 8 giờ, như vậy là khoảng 10 rưỡi là bọn em sẽ về đến nơi, là đúng theo kiểu như là chu trình. Là sáng đi lúc 10 rưỡi và 10 rưỡi tối về nơi, mất 12 tiếng. Wow. Rồi, ok, khởi hành thôi. Bây giờ thì em lại tiếp tục đi trên con Atre này đây. Đó. Em Fortuner này đây. Chạy thôi rồi, chạy 10 lít trên 100 cây số cả hỗn hợp cả cao tốc, không phải là quá nhiều. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ thì em hành trình về Thái Nguyên nhá. Trên các bác theo dõi xem em là mấy giờ em về đến nơi nào. Đấy, quen ấn cái nút start stop ở bên này. Đấy, bình thường là ấn bên này nhưng bây giờ toàn phải thỏ tay ấn bên này. Đấy. Rồi xem về mấy giờ em về nơi các bác nhá. Giờ em tiến hành di chuyển đây. À, nghe lời em mịch, từ từ anh đừng có nạp tiền vội. Ngộ nhỡ trong tài khoản có tiền, cuối cùng là để vào cái trạm đầu cao tốc này hết tiền bắt lùi lại nạp tiền. Biết thế nạp xứ vào hơn 100 cho nhanh. Đấy. À, nạp xong thì phải đợi 1 phút thì ok, em đã đợi xong 1 phút rồi và bây giờ thì em tiến hành di chuyển qua nhá. Ok. Đấy. Ở bên này thì đây là cái đầu đường vào cao tốc hay là trạm cao bồ, đây gọi là trạm cao bồ. Quá. À mở rồi. Nạp tiền phát mở ngay, có tiền phát mở ngay. Đấy. Ở đây có một cái trạm cảnh sát giao thông bắt về vượt quá tốc độ ở phía bên kia cầu. Đây, rất rất dễ dính luôn các bác nhá. Đấy, đây. Đây có một chú xe con dính rồi đây. Đấy, chú xe con dính trưởng đây rồi. Con biển 30H. Đấy. Ok, bây giờ thì bắt đầu vào cao tốc Hà Nội Pháp Vân rồi, em di chuyển về Thái Nguyên. Đấy, các bác theo dõi nốt trong vòng 1-2 phút nữa thì sẽ biết được rằng là mấy giờ em về đến Thái Nguyên nhá. Đấy, đường cao tốc Hà Nội cao bồ lên Hà Nội này thì nó có hai làn như này. Đấy, và một làn khẩn cấp bên cạnh. Thì các bác thấy là đi nó sướng hơn cái, chỉ cần thêm khoảng tầm hơn 2 mét cái làn khẩn cấp kia thì có phải là sướng hơn rất nhiều so với cái đường đường cao tốc mà từ Ninh Bình trở xuống từ cao bồ này trở xuống không? Vì nó không có làn khẩn cấp nên trông nó cứ bí gì luôn ấy. Đấy. Nhưng con này nó có làn như này rồi thì chạy quá là ok, quá là ngon luôn. Cảm thấy nó yên tâm hơn vì nó rộng, rãi, thoải mái. Tốc độ lên đến 120, kia chạy 90 cứ thích ghê. Đang ở trên cao tốc. Thế nhưng mà có con xe máy bị tai nạn đây. Em mình em vừa gọi điện xong. Em bảo là đi né sang lề bên phải đi. Không là cái xe nó nằm ở phía cái lề bên trái đấy, cao tốc là rất nguy hiểm. Sơ sẩy không nhìn thấy là vớ vẩn là trèo lên nó. Nhưng sao lại có cái xe máy ở trên đường cao tốc này không biết. Vừa nãy nói về cái việc là xe máy đi trên đường cao tốc xong, bây giờ lại có cái xe máy tai nạn ngay ở cái lề bên trái của thuộc đường cao tốc, thuộc làn ngoài chứ, làn 100 chứ. Thế mới nguy hiểm các bác ạ. Đấy. Ở đây thì em đã về đến nút giao vực vòng các bác ạ. Đây. Nút giao vực vòng. Đấy. Sau đó là một lát nữa thôi là em sẽ nối vào cao tốc của cầu cái gì ạ? Hà Nội cầu Rẽ đấy. Wow, em đã về đến trạm dừng nghỉ ở trên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Hiện tại thì bây giờ đã là 10 giờ kém 10. Và từ đây về chỗ em nó khoảng tầm 25 cây nữa.
Đấy, về đến đường Việt Bắc đấy thì dự kiến là tầm khoảng đâu đó khoảng hơn 10 giờ, 10 giờ 15, 20, 25 gì đấy là em có mặt ở nhà của em rồi. Đấy. Thì hành trình thì khá là dài. Em bọn em xuất phát từ lúc khoảng tầm 10 giờ trưa và bây giờ là 10 giờ đêm. Thời gian nghỉ thì có một khoảng thời gian là ở bãi đá nhảy ăn trưa. Đấy, sau đó là nghỉ thêm một đoạn của cái trạm dừng nghỉ tạm ở trên đường cao tốc Mai Sơn Thanh Hóa. Và tiếp tục ăn tối ở trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm ở chỗ cao tốc đường tránh Ninh Bình. Đấy, và bây giờ là về đến đây. Tổng thời gian nghỉ nó rơi vào đâu đó khoảng tầm một tiếng, hơn một tiếng. Tầm đấy. À, tầm một tiếng rưỡi. Thế như vậy thì bọn em di chuyển mà về nhà cứ cho là 10 rưỡi thì bọn em phải di chuyển liên tục, lái xe liên tục 11 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay, còn chưa kể ngày hôm qua các bạn. Đấy, lát nữa thôi là em về đến nhà các bạn. Giờ này là 10 giờ 18 phút. Em cũng đã về đến đường Việt Bắc và đây là quán Bilat các bạn ạ. Đấy, giờ này là đang phun bàn rồi. Phun bàn tầm từ chiều, từ 2 giờ chiều cho đến 5 6 giờ chiều thì các bạn ấy về ăn cơm và bây giờ lại tiếp tục là phun bàn tiếp. Đấy. Đây các bạn ạ. Quán bia. Và bây giờ thì em sẽ cho xe ở dưới này. Để ở dưới này. Để trước cái xưởng này của em. Đây. Wow, hơi bị mệt. Lái xe gần như là 11 tiếng đồng hồ. Ủa? Không thấy cái chỗ nào mà để ta. Ấy nhỉ? Nắp cảm biến gì mà tự bật ta? Không biết đội kia lắp cái cảm biến ở chỗ nào mà bật cái bóng điện lên kìa. Rồi, để em để tạm cái xe ở đây đã. Ok, chỗ này có camera trông các bạn ạ. Để chuẩn bị về rồi nghỉ ngơi. Chào các bác cái nhỉ. Ở bên đây nó hơi tối chứ không chào được. Đấy, phải xuống chào các bác đàng hoàng. Đấy. Ôi, chiếc dép đâu rồi? Sờ mãi không thấy chiếc dép đâu rồi, toàn lái bằng chân đất. Ui giời. Đấy. Sau hành trình từ 10 giờ sáng đến bây giờ là hơn 10 giờ tối, em đã có mặt tại Thái Nguyên và tại showroom của em. Hành trình khá là vất vả. Hôm qua thì em đi từ gần 10 giờ và cũng đến 10, 11 giờ thì mới đến bãi đá nhảy. Do hôm qua mãi đi ăn uống các thứ rồi thì là mực nhảy, mực nhất các thứ. Đấy. Thì em xin phép kết thúc cái vlog đi... đi đâu nhỉ? Gọi là đi du lịch hay là đi chơi nhỉ? Đi Quảng Bình để xem và mua con Archer từ tận Quảng Bình. Trong sau 2 ngày lái xe liên tục. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhé.